Cảm ơn Bộ trưởng. Sau đây xin mời đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế đặt câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Trường Giang chuẩn bị. Kính thưa các vị chủ tọa, kính thưa các vị đại biểu, thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi. Thưa Bộ trưởng, khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng như hai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghệ cao của Đà Nẵng được kỳ vọng như những quả đấm thép của ngành khoa học công nghệ. Tuy nhiên, sau một thời gian khá dài, gần 20 năm, thì khu công nghệ cao Hòa Lạc, kết quả phát triển vẫn chưa được rõ nét. Vì vậy, tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết về hiện trạng và các giải pháp sắp tới mà Bộ sẽ tháo gỡ và thúc đẩy cái khu công nghệ cao Hòa Lạc này để phát triển đúng như với mục tiêu đề ra của Chính phủ. Xin hết, xin cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn câu hỏi của đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai. Và cũng phải nói ngay rằng đây là một cái trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo ngành khoa công nghệ, Bộ Khoa công nghệ trực tiếp với khu Hòa Lạc. So sánh với lại cái kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm ưu tiên, thì thực trạng đúng là một cái chặng đường rất dài mà chúng ta không chỉ là sốt ruột nữa, rất là lâu rồi. Với cái tình hình cụ thể như vậy thì chúng tôi xin báo cáo là ngay năm 2015 thôi, thì giải phóng mặt bằng được 1236 hecta trên 1650 hecta, nhưng quan trọng hơn vẫn còn lỗ sổ sôi đổ và đường với hạ tầng các thứ không vào được. Cái thứ hai là cái tình hình vừa rồi với cái quyết liệt, và đặc biệt chúng tôi muốn nhắc đến cái chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cứ 6 tháng lại một lần xuống, và cũng thấy là anh em khoa học công nghệ phải thấy rất trách nhiệm đây, và cái sự quan tâm tháo gỡ chính sách của Quốc hội nữa, thì tình hình có thể nói là sơ bộ. Và gần đây nhất báo cáo với Quốc hội là chúng tôi vinh dự là hôm trước là được đón và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Thì tôi báo cáo lại mấy cái ý tóm tắt như này. Một là có lẽ xưa nay một chặng đường dài đấy, nói về Hòa Lạc vẫn cứ lay hoay là hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, không có cái điều gì khác. Và đấy cũng là mất đi cái cơ hội để đồng bộ chúng ta sẽ thế. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta đã chuyển động, và này không phải là cái câu chuyện đấy là thành chuyện đấy. Tất nhiên là với cả một cái sự hỗ trợ là cái ODA của Nhật, thì toàn bộ cái hạ tầng này chúng tôi làm và cũng nỗ lực một cách hiệu quả nhất. Anh em Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đánh giá là cái hiệu quả, cái kịp thời của cái này thì nó đem lại là này, ba cái yếu tố mà vừa rồi đổi mới rất mạnh. Một là xung quanh những cái thể chế cần tháo gỡ, tức là nghị định 99 cho quy chế khu, thì sau một cái chặng đường dài thì nó không còn cái mức mà so sánh, tức là nó cũng giống như bất cứ khu công nghiệp ở khu khác. Thì những cái đặc thù đó thì làm sao được giải quyết được ngay cả ban quản lý trong khu, thì vừa rồi được cái đồng thuận và cái phối hợp rất chặt chẽ của bộ ngành rồi Ủy ban Hà Nội nữa, thì chúng ta gỡ được bằng một cái nghị định 74 và những cái chính sách liên quan để chủ động hơn. Cái thứ hai, từ cái thể chế này là tạo điều kiện, thì cái xúc tiến đầu tư xin báo cáo với Quốc hội các đồng chí là khác hẳn, nó chuyển động luôn từ ngay quý cuối của năm ngoái và đến nay thôi. Đã ba nhà đầu tư lớn vào đây, nhưng quan trọng hơn là đều là công nghiệp công nghệ cao, và có thể nói đấy là những cái phần cứng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và có cái tác động lan tỏa. Nhưng ngay trong nội khu thì bây giờ cái yếu tố nội địa của chúng ta cũng rất quan trọng. VNPT Technology làm ra tất cả những cái hệ thống mà đầu cuối rồi của chúng ta, rồi 3.500 kỹ sư phần nghiên cứu triển khai của Viettel, thì xin báo cáo với Quốc hội là đã đem lại một cái doanh thu hơn 14.000 tỷ. Và nhìn thấy một cái đường ngang. Và chúng tôi tập trung vào cái yếu tố thứ ba, tức là hạ tầng và tiềm lực đúng nghĩa của cái nội hàm công nghệ cao. Thì các trường đại học, các viện nghiên cứu, và thưa Quốc hội là ngày kia thôi, tức là Viện Nghiên cứu Việt Nam Hàn Quốc sẽ là động thổ với sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc trong cái chuyến thăm chính thức này. Chúng tôi muốn báo cáo thêm là thật ra có thể động thổ từ năm ngoái, nhưng chúng tôi làm sao mà đặt đầu bài đúng hướng và kéo cái chuyên gia Hàn Quốc vào tạm hòm hòm thì kỳ này chúng ta mở rộng. Thì nói một cách tổng thể là chúng ta đã thấy cái định hướng này nó lại bám đúng cái kỳ vọng đặt ra, và những cái nhân tố này là đã thấy là chúng ta đã vượt qua những cái chặng đường khó khăn nhất, và chúng tôi hoàn toàn có niềm tin là chỉ trong một vài năm tới nó đem lại cái sức sống, sức mạnh. Bây giờ ví dụ một con số cụ thể tại Hòa Lạc ngày hôm nay thì 13 triệu đô la trên một hecta, thành phố Hồ Chí Minh là 15. Còn con số trước đây rất cách xa. Tại Hòa Lạc hôm nay là 81 dự án đầu tư với 66.000 tỷ, tức là 3,2 tỷ đô la đăng ký vào. Thì Hồ Chí Minh đi trước một chặng rất là xa, thì là 7,07 tỷ.
và nhiều cái con số khác, nhưng quan trọng hơn đúng hướng cái sự quyết liệt này với tất cả cái bộ ngành và Hà Nội nữa, thì chúng tôi tin là cái khoảng chắc sẽ không phải nhắc nhiều về cái khoảng thời gian của 17-18 năm trước đây, và với nỗ lực chung của tất cả các bộ ngành. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng.